Hôm nay em ốm nhưng mà cũng phải lên cho anh em một con mic rất là mới, đó là model AK90. Rất nhiều anh em hỏi là cứ bảo là giới thiệu cho bộ mic xịn xịn tí, đẹp đẹp tí. Đây, thưa các bác, xịn đây. Làm gì có cái mic nào mà bóng như gương như thế này. Cầm lại cực kỳ chắc tay, nó phải nặng tầm 300kg. Với những ông rượu say ấy, cầm rất là chắc cú, không bao giờ lo sợ là rơi, nó rớt. Đấy, pin thì pin này này. Anh em này, mic là toàn bộ sắt này. Mình hát nhá, ông hàng xóm sang xem vẫn thoải mái. Vì sao? Con này nó xét được tần số ngay trên thân mic đấy. Pin thì pin chạy bình thường thôi. Và cái điều mà rất đặc biệt như này này, cái bộ mic này này nó có đầu thu rất nhỏ gọn. Loa kéo hát được, âm y hát được, vang cơ hát được, vang số hát được, hát được cả sao cạc luôn. Anh em nào mà hát sao cạc thu âm live stream, tôi tặng luôn cho một cái đầu 3.5 nhỏ nhỏ ở trong bộ mic đấy. Và bảo hành cho anh em 1 năm. Bây giờ tôi sẽ test thử trên một con Mixer B12 rất là đình đám, đang nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng đấy. Cứ cái nào hot này Mạnh Tiến này review cho anh em đây này. Bật nhá, cắm vào âm ly này. Đấy, cắm vào vang số này. Đấy, bây giờ mình sẽ thử tiếng mic này. Đấy, giờ thử tiếng mic này. Đây, mic này nó chạy bằng màn hình Full HD cho anh em xem. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ thử tiếng mic, lên mic cho anh em nghe thử nhá. Alo. Alo, 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 1, 2. Alo, alo, 6, 7, lên, 1, 2, 3, 4. Hôn lửa xa vào. Alo, AK90 quý vị nhé, chào quý vị.